Tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại vùng cớs của Nga trong bối cảnh quân đội Ukraina tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở vùng cớs. Ông Medvedev, Nga nên gỡ bỏ mọi điều cấm kỵ, tiến tới Kiev và xa hơn nữa. Tiết lộ mục tiêu của cuộc đột kích khu vực Kursk Lực lượng Ukraine bị cáo buộc phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào thị trấn Suza thuộc vùng Kursk của Nga vào sáng sớm ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát với Ukraine. Quân đội Nga cho biết bước tiến của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại, nhưng các binh sĩ Ukraine vẫn đang ở lại một số khu vực trong vùng Kursk. Tình hình ở vùng Kursk đã được phân loại là tình trạng khẩn cấp liên bang, trích tuyên bố của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Quyết định ban bố mức phản ứng cấp liên bang ở Kursk được đưa ra trong cuộc họp bất thường của một ủy ban chính phủ phụ trách giải quyết các tình huống khẩn cấp. Với việc áp dụng mức phản ứng cấp liên bang, những người có thân nhân thiệt mạng, bị thương hoặc bị thiệt hại tài sản do cuộc tấn công của Ukraine sẽ nhận được khoản bồi thường từ nhà nước Nga. Bộ tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng Kurs với 35 tấn thực phẩm, 10 tấn nước uống, 10 trạm phát điện. Tổng cộng có 25 cơ sở lưu trú tạm thời đã được thiết lập ở Kurs. Các cơ sở này đang tiếp nhận hơn 2.000 người, trong đó có 520 trẻ em. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu và pháo binh Nga đã tấn công quân đội Ukraine gần các khu định cư Darino, Gogoleka, Melovoy và nikosky cũng như ở vùng ngoại ô phía tây thị trấn Suza. Theo bộ này, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công, Ukraine đã mất 102 xe bọc thép, bao gồm 12 xe tăng và 17 xe bọc thép chở quân. Tính riêng trong 24 giờ qua, 27 xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy ở vùng giáp danh vùng Kursk. Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ rằng các cuộc không kích gần đây của Nga đã phá hủy 5 xe bọc thép chở quân Stryker, cũng như một nhóm quân Ukraine với một xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân và một xe chiến đấu Kozak. Quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi và loại bỏ lực lượng Ukraine trong khu vực, ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành các cuộc đột kích sâu vào lãnh thổ Nga ở vùng Kursk. Chính quyền Ukraine không chính thức bình luận về thông tin này. Nhưng cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Poroliak cho biết bất kỳ hoạt động tiềm năng nào của Ukraine tại khu vực biên giới Nga đều sẽ giúp cải thiện vị thế của Kyiv trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai với Moscow. Tổng thống Nga Putin đã mô tả cuộc tấn công này là một hành động khiêu khích trên quy mô lớn. Bộ quốc phòng nga ước tính cuộc tấn công của Kyiv có sự tham gia của 1.000 binh sĩ được hỗ trợ bởi xe tăng và pháo binh. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev tin rằng hành động khủng bố của Ukraine ở khu vực Kursk là lý do chính đáng để tiến tới Kiev và xa hơn nữa. Cụ thể, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã đề xuất rằng Nga nên đáp trả nỗ lực của Kiev xâm nhập vùng Kursk bằng cách chiếm những khu vực mà Moscow hiện công nhận là của Ukraine. Ông Medvedev lập luận, từ thời điểm này, chiến dịch quân sự đặc biệt nên trở nên công khai mang tính chất ngoại lãnh thổ Chúng ta có thể và nên tiến sâu hơn vào những nơi vẫn đang là của Ukraine, đến Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev, đến Kiev và xa hơn nữa. Không nên có bất kỳ hạn chế nào về biên giới vốn được công nhận, ông Medvedev giải thích. Tuyên bố của quân đội Nga cho biết, vào sáng sớm ngày 6 tháng 8, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc đột kích lớn vào vùng Kursk của Nga, vượt qua biên giới ở nhiều địa điểm. Cuộc tấn công tập trung vào thị trấn Suza, nằm cách biên giới khoảng 9 km. Theo ước tính của quân đội Nga, có tới 1.000 binh sĩ Ukraine đã tham gia vụ tấn công. Lực lượng này đã đột kích qua biên giới với Nga bằng cách sử dụng hàng chục khí tài hạng nặng, bao gồm xe tăng các loại, xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, cũng như các xe và thiết bị bọc thép khác. Cuộc giao tranh đã diễn ra suốt đêm, kéo dài sang ngày 7 tháng 8, khi quân đội Nga tiến hành các cuộc phản công bằng pháo binh, tên lửa đạn đạo. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết vào ngày 7 tháng 8 rằng chiến dịch này phần lớn đã bị quân đội và lực lượng biên phòng Nga ngăn chặn. Ông Gerasimov ước tính số thương vong của Ukraine là 315, trong đó có 100 người thiệt mạng trong giao tranh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Yakarova mô tả cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk là một hành động khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động này. Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã bình luận rằng Ukraine đang tiến hành hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất chống lại Nga bằng cách tiến hành một cuộc tấn công vào vùng Kursk. Các lực lượng Ukraine đang tiến hành bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương, ông Putin nói. Tổng thống Putin cho biết, ông thường xuyên được Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan chính phủ liên quan khác thông báo về tình hình. Ông cũng liên lạc với quyền thống đốc vùng Kursk, Alexey Smirnov và cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền địa phương để giúp họ giải quyết tình trạng khẩn cấp. Trong bài đăng trên Telegram, ông Medvedev, một người theo đường lối cứng rắn về cuộc xung đột nga ukraine cho biết, hành động khủng bố ở khu vực Kursk nên dẫn đến việc gỡ bỏ mọi điều cấm kỵ khi tuyên bố công khai rằng lực lượng Nga sẽ chỉ dừng lại khi chúng tôi coi đó là điều có thể chấp nhận được và có lợi cho chúng tôi trong khi đó Mỹ ngụ ý rằng họ không biết về kế hoạch của Kiev. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với báo chí rằng chúng tôi dự định sẽ liên hệ với các đối tác Ukraine của mình để có được bức tranh đầy đủ hơn về những gì đã xảy ra. Quan chức cấp cao Kiev mới đây đã tiết lộ mục tiêu của lực lượng Ukraine đối với cuộc đột kích xuyên biên giới nhằm vào khu vực Kursk thuộc Nga. Các lực lượng Ukraine đã bắt đầu cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ tuần này với các mục tiêu bao gồm gây áp lực tâm lý cho người Nga nhằm làm sói mòn sự ủng hộ đối với chính phủ của họ. Trợ lý cấp cao của nhà lãnh đạo Ukraine, ông Mikhail Podolyak nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn. Hôm nay, cuộc chiến mới đang lan sâu rộng trong khu vực Liên bang Nga. Họ lo sợ ư? Chắc chắn là có. Liệu họ có thể đưa ra phản ứng nào khác ngoài sự sợ hãi hay không? Không. Và cuối cùng, mọi người sẽ nhận ra nỗi sợ này các quan chức Nga đã mô tả cuộc tấn công của Ukraine mang tính chất khủng bố với các cuộc tấn công có chủ đích rõ ràng vào các mục tiêu dân sự. Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng mục tiêu cuối cùng của Kiev là gây sức ép lên người Nga nhằm mục đích đảm bảo vị trí mạnh mẽ hơn nữa trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow. Tổng thống Zelensky cùng ngày cũng đưa ra những nhận xét tương tự trong một thông báo qua video càng gây nhiều áp lực lên Nga thì hòa bình sẽ càng gần hơn, một nền hòa bình công bằng thông qua vũ lực công bằng, ông Zelensky nói, đồng thời cảm ơn quân đội Ukraine vì hành động của họ. Ukraine liệu có thể đảo ngược tình thế khi tấn công vào lãnh thổ Nga? Ukraine tiếp tục mở rộng tấn công, chiếm các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga như Suza và Korenevo, nhưng đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Moscow. Ukraine đang tiếp tục mở rộng tấn công, chiếm các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga Trước đó, quân đội Nga cho biết khoảng 1.000 quân Ukraine vượt qua biên giới Nga bằng xe tăng và xe bọc thép, khiến Moscow phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Kursk. Theo các quan chức Nga, lực lượng Ukraine đã xâm nhập vào các khu vực được phòng thủ lỏng lẻo và đã chiếm giữ một số ngôi làng ở gần biên giới. TASS lưu ý rằng tình hình giao tranh khu vực Kursk vẫn rất căng thẳng và chính quyền địa phương đã tổ chức một hệ thống hỗ trợ cho những người tái định cư bắt buộc. Một kho hàng viện trợ nhân đạo đã được triển khai tại Kursk nơi hàng cứu trợ từ các khu vực khác của Nga đang đổ về. Các kho dự trữ máy phát điện, nước đóng chai và thuốc men đã được thiết lập. Về chiến lược của Ukraine, các blogger quân sự Nga đã nhận xét rằng hoạt động gây nhiễu tác chiến điện tử do quân đội Ukraine thực hiện đã khiến các đơn vị Nga không thể duy trì liên lạc. Sự phối hợp hiệp đồng và chiến lược tấn công của Ukraine đã làm dấy lên so sánh với bước tiến của quân đội Ukraine trước các lực lượng Nga tại Kharkov vào hồi năm 2022. Khi đó, quân đội Ukraine đã tiến hơn 80 km chỉ với một cuộc tấn công bằng xe bọc thép. Tổng thống Zelensky mới đây đã ca ngợi việc quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, cho rằng lực lượng vũ trang nước này đã đảo ngược tình thế với Moscow và đưa xung đột vào trong chính lãnh thổ của đối phương. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau 3 ngày giao tranh ác liệt, trong đó Ukraine đã gửi quân tiếp viện, giải mìn các tuyến đường chính và tăng cường phòng không để bảo vệ những vùng lãnh thổ mới kiểm soát đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại